hai màu như này như kia như vâng, mình không nói đâu phải để điếc này để nói chung là hàng này là hàng cứ bảo hành 6 tháng là ok. Hàng đế cao su bảo nó chụp ảnh màn hình lại đi bộ rồi chụp ảnh màn hình đôi nào thì đi bộ rồi trực tiếp đang cười đang cười mà ok xin chào cả mọi người nhá. Các bạn vào chia sẻ mình ngày lâu lắm mình mới like Facebook đấy đang đem những cái đẹp cái hay về cho anh em nhà mình đây đẳng cấp chú. Tặng cháu đôi đi chú. Ui giời ơi. Ok đến đây chú tặng. Đây là chú của mình nhá. Nếu mà mọi người muốn được tặng quà thì anh chia sẻ nhiều lên. Chia sẻ nhiều lên trên các bạn chia sẻ đi. Không quên không ghi tiêu đề trên này. Và anh em chia sẻ cho Hoàng Tiến Hàng. Chia sẻ đi Hoàng Tiến Hoàng nhá. Hùng Phan Lộc chia sẻ đi nhá. Toàn người quen mà. Con nhắn tin Facebook không thấy chú trả lời. Có Đỗ Đặng G à. Có đợi chú tí chú trả lời nhá. Cảm ơn 420 người đang xem nhá. 450 người đang xem nhá. 470 người đang xem. Cảm ơn các bạn nhá. Một cầm chia sẻ đi. Hôm nay mình cũng xin thông báo với tất cả anh em như này này. Là cũng đã bao nhiêu lâu nay rồi đấy. Mình cũng đã nói chuyện cũng nhiều người biết rồi là chuẩn bị mình làm ở bên Trung Quốc đấy. Thì bây giờ tất cả những các cái lô hàng của mình là giày, dép, thắt lưng, ví da các thứ là ok hết rồi. Đấy thì nói chung là với cái phương châm của mình là gì là tiếp cận tất cả ai cũng có thể mua được. Chẳng hạn như là bây giờ tí tôi giới thiệu sản phẩm cho các bạn. Bất kể ai cũng thể mua được, giàu nghèo mua được tất. Các bạn thanh niên những thứ là rồi các bạn gì cũng gờ đáp cũng thể là mua được hàng mình đi. Mà hàng mình sẽ nói cho mấy các bạn là bảo hành 6 tháng, một đổi một. Đấy và trong lúc khai trương ngày hôm nay là khai trương thì tất cả miễn ship toàn quốc luôn đấy. Thế nên là các bạn vào chia sẻ giúp cho mình và ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình giới thiệu sản phẩm cho các bạn từng mẫu một nhé. Anh em đã ok chưa nhỉ? À thì hôm nay là ngày khai trương ấy mà. Thì mọi người chúc chú khai trương hồng phát được không ạ? Mỗi người xin một comment chúc chú khai trương hồng phát được không các bác? Ok các bạn nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, bây giờ vào giới thiệu sản phẩm nhỉ. Chú có thể là đọc comment của mọi người để xem là mọi có ai chúc mừng chú không ạ? 690 người xem bây giờ là mọi người chúc mừng chú đi. Lên 1000 người xem thì chú hôm nay, thật ra là hôm nay là hai anh em nhà mình đi sang đây chơi, chú mời sang đây để khai trương. Thì sang đây thì sẽ có là chú bảo là thế thì ngồi đây trực tiếp livestream cùng chú sẽ tặng cho mọi người là những cái món quà và những cái phần quà đặc biệt nhân cái ngày khai trương của chú. Nói chung là bạn nào nhanh tay đặt mình sẽ có thể là đã miễn ship rồi, cũng là có thể là giảm giá trong ngày hôm nay. Đấy thì hôm nay là cũng không cần thiết phải là lãi, có thể là bán giúp anh em đấy để anh em mình giao lưu nhau cho nó tình cảm. Rất là nhiều người chúc chú rồi chú ạ. Ok xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nếu mà mọi người chúc rồi thì các bác thì cũng có thể là ủng hộ chú xin một lượt chia sẻ lên các trang hội nhóm nha. 762 người xem rồi ạ. 733 người xem ơi, mỗi người cho xin một chia sẻ được không ạ? Vâng, cho buổi khai trương ngày hôm nay là khai trương hồng phát và gặp nhiều may mắn ạ. Ông kia về tư vấn nhà đẹp đi. À hôm nay vô tình qua đây thăm nhà anh Dũng và cũng là một khách hàng của anh, trải nghiệm sản phẩm của anh hôm nay khai trương. Thật là tuyệt vời nên là hai anh em tiện đây là cũng livestream tham dự livestream khai trương cùng anh ạ. Cảm ơn mọi người. Đây các bạn tí nữa cho các bạn xem những cái kho những cái hàng là một này và đang đóng không biết bao nhiêu hàng nữa đây các bạn ạ. Đấy tí tôi cho các bạn xem tất cả luôn. Bạn nào viết cái gì này nhỉ? Ok cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Chú có thể lên luôn cái mẫu nào mà hot nhất của số mình đâu chú. Ok. Bảo hành mấy tháng, bảo hành 6 tháng luôn nhá bác nhá. Mà bây giờ hot nhất thì thật ra mình thì hot với người khác thì khi lại không hot đúng không? Đấy có khi người khác lại không hot. Bây giờ thôi cứ là mình sẽ giới thiệu sản phẩm này đầu tiên cho các bạn nhá. C07 C07 à? Mẫu này đẹp chưa này mọi người ơi? C07 nhá. C07 C07 nhá. Nếu bạn nào chốt thì các bạn ebook cho mình chụp ảnh và ebook cho mình nhá. Đây để cho các bạn xem đây. Ok chưa? Hơi
Đấy. Đây, đây các bạn mọi người nhá, nếu mà thích mẫu này thì mọi người chụp lại màn hình đi ạ. Mẫu này bao nhiêu tiền hả chú ơi? 225k, miễn ship toàn quốc. Chỉ có 225k, có thật không ở anh nhỉ? Chính xác là 225k, bảo hành 6 tháng, miễn ship toàn quốc. Hôm nay khai trương là chú miễn ship đúng không ạ? Miễn ship hết. Đấy các bạn nhìn quả này uy tín không? Tôi đang đi mà. Đấy. Quả này uy tín chưa? Mọi người nhớ là bác nào mà chốt là chốt nhanh nhé. Tại vì là chỉ có ngày hôm nay khai trương thì mọi người sẽ được miễn ship thôi ạ. Còn những ngày sau là sẽ không có miễn ship đâu. Nên là hôm nay là ưu đãi cho mọi người luôn. Mà tri ân lại còn giảm còn có 225.000 thôi ạ. Rồi đây các bác chụp lại màn hình nhé. Nếu mà không nhớ mã sản phẩm ấy thì chụp lại màn hình đi ạ. Cái mã bao nhiêu đây ạ? CI 07 nha các bạn nhé. CI 07 38 có size 0 ebook giá. Ôi. Giá 225k bạn ơi. Ở bên em có đủ size từ 38 đến 43 nhé. Đấy các bạn nhìn nó luôn nhá. Ok. Con lấy đôi đó bố ạ. Anh okay. Tấn ơi, anh Tấn chụp lại màn hình nhá. Hoặc là các bác ơi, các bác hiện tại là mã này là mã bao nhiêu ạ? CI 07. Anh comment đi ghi cái tên sản phẩm. 43 không chú có nhá. Bình Lê nhá. Cứ tất cả đều vào ebook nha, đừng ai để lại ở bình luận nhá. Để bình luận là không phải hàng thật của mình là rất là nguy hiểm. Đấy, nha các bạn nha. Đấy, lấy mẫu khác đi. Rẻ quá mà đẹp. Thế thì chốt nhanh nhá, mẫu này sẽ qua ra 42, có lương giao Tuấn ok, Tuấn ơi. CI07 mọi người ơi, CI07 chứ không phải là CO7 ạ. Rồi mọi người ơi, đây nhá, các bác chụp lại màn hình xong rồi nhắn tin luôn. Qua trong tin nhắn ở trong nick fake của chú ạ. Tí nữa cho các bạn xem nhiều và giật mình lắm. Nếu mà thắt lưng thì chắc không ai được không mua cả. Đấy. Tí nữa những cái hàng độc với lại phải từ từ. Nên rồi các bạn cứ bình tĩnh mới được xem hàng ngon. Đây là hàng vừa vừa thôi. Anh dịch vụ Hàn Việt ơi, anh chốt đơn nhà mình chụp lại nhá. Trinh Vinh ơi, em lấy đôi 42. Ok, cứ tin nhắn đi, nhắn tin thì mình chốt hết đơn luôn. Miễn ship nhá các bác ơi, ngày hôm nay là khai trương. Okay. Chú sẽ miễn ship cho mọi người đấy ạ. Hôm nay là hai anh em mình qua là cũng lấy mấy đôi liền để cho các bạn nhân viên bên mình, tặng cho các bạn nhân viên bên mình luôn đấy ạ. Đúng rồi, hôm nay là mình lấy là 20 đôi liền để tặng cho các bạn nhân viên văn phòng luôn. Thực tế là giày là form dáng rất là ok. Và với hai nữa đặc biệt rất là nhẹ luôn ạ. CI 07 rồi, mọi người đang chốt rất là nhiều rồi. Hôm nay khai trương nên các bác chốt nhanh. 225.000 nhá. Mẫu khác đi. 225.000. Đây các bạn chụp màn hình nhá, để lấy mẫu khác nhá. CI 07 đấy. Anh Nam Hoàng ơi, nhà mình sẽ chụp lại màn hình và nhắn tin trong inbox nhá. Mình đừng để lại số điện thoại trên line. Để lại số điện thoại trên line là các bạn không chốt được đâu. Các bạn hãy inbox đi ạ. Hoặc là mình chụp lại màn hình đi cái mẫu này. À nhìn hơi tối nhỉ. Mọi người có thể thêm chút ánh sáng để cho rõ hơn để nhìn nhỉ. Có size từ 38 đến 43. Size 38 đến 43. Ra ra xem ánh sáng đèn lên. CI07 size 41 cho anh Trần Hùng. Anh Trần Hùng ơi, mình nhắn tin inbox luôn nhá. Đừng lấy cái mẫu của hot của thanh niên đi. 225.000. Không thua bằng các mẫu hot của thanh niên này. Đây mẫu này hả? Từ đây, cái này là 1290 à? Ok, này đóng này vào nhá các bạn nhá. Nếu bạn lấy cho em một đôi Văn Trung ơi, cứ để lại số điện thoại và ebook cho anh nhá. Và địa chỉ nhá, các bạn lấy cứ để lại số điện thoại và địa chỉ cho mình nhá. Đây này, bây giờ đến mẫu hot nữa của các bạn trẻ trung này. 1290. Đây là mới nhất nha các bạn nhá, mẫu mới nhất, dám khẳng định luôn là mẫu mới nhất. Đây các bạn nhá. 1290. Xong thì tắt đi kìa. Đây các bạn nhìn thấy chưa, mẫu mới đây. Đấy, các bạn nhìn thấy mẫu chưa, mẫu mới chưa, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhìn ra phải không? Đây. Anh Nam Hoàng ơi, anh inbox đi ạ. CI07, inbox cho em size 42. Lê Thị Thu Ngân ơi, lấy size của ai nhờ, size bao nhiêu như nào nhá. Chú ơi, chú báo giá cho mọi người đi ạ. Tất cả đều 225k hết, miễn ship hết. Đấy, ai muốn lấy mẫu nào thì lấy. Bây giờ nhá, hiện tại là ngày hôm nay thì miễn sao là mọi người ở trên đất nước Việt Nam này, từ Bắc, Trung và Nam ấy ạ, tất cả đơn hàng sẽ được hỗ trợ miễn ship tận nơi cho mọi người luôn. Và chỉ phải trả là 225.000 thôi ạ. Cháu một đôi. Cứ ấy đi, các bạn cứ để lại số điện thoại đi nhá. Và địa chỉ nhá, mình sẽ gửi tận nơi miễn ship. Không để tí mình lại kèm tí thắt lưng vào nó mới hay. Để người ta nhiều khi lấy giày là thắt lưng đẹp lắm, thắt lưng thì thôi. Không có ai thì không mua được cả. Tôi dám khẳng định nếu tôi bỏ thắt lưng ra các bạn mua thắt. Đấy. Mà cũng bảo hành luôn, hàng thắt lưng cũng chỉ có tầm 220k miễn ship thôi. Nếu bạn nào đến nhà mua là 200k, còn nếu bạn nào mua gửi cho các bạn thì 220k. À,
đây. Đây. Chú giới thiệu có cả màu đen nữa. Màu đen nhá các bạn nhá, như nhau nhá, để bỏ. Ô, mẫu này là mẫu gì ạ? Mã gì ạ? Các bạn cứ chụp màn hình là tốt nhất. Đọc đâu, đọc chưa? 800 người đang xem ơi, mỗi người cho xin một chia sẻ được không ạ? 1290 đây, để mẫu màu đen cho các bạn xem. 1290. Đúng em rồi, 225.000 đồng giá và miễn ship đấy ạ. Và gì ship luôn ạ, trên khắp toàn quốc đấy ạ. Chú ghim luôn, chị này comment. À, ghim đi, đúng rồi, ghim lên trên này là giá đấy. Cảm ơn chị Lan Phùng nhá. À, Lan Phùng à. Toàn người quen mà. Toàn người thân quen rồi. Thắt lưng cũng được luôn chú. Thắt lưng đã đưa tất cả, lấy mỗi thắt lưng đâu rồi? Ở trong nhà đâu, để xếp đống đây cái. Đưa đây, thỉnh thoảng kèm cái thắt lưng vào chứ ở giờ. Mọi người ơi, có hai màu nhá, màu nâu và màu đen ấy. Bác nào mà lấy màu gì thì các bác chụp lại màn hình xong rồi inbox nhá. Rồi 225.000 vào ngày hôm nay khai trương thì mọi người sẽ được miễn ship tận nơi rồi. Ạ. Hermes đâu? Lấy Hermes đây à? Đưa đây, kèm thắt lưng mày. Mọi người ơi, anh của mình hôm nay lần đầu tiên là livestream bán hàng và chia sẻ ngày khai trương đấy. Nên là cũng có nhiều cái là chưa tự tin đâu. Thì mỗi người cho em xin một chia sẻ để anh của mình tự tin hơn được không ạ? Nhân ngày khai trương để khai trương hồng quát được không? Đấy. Mọi người đang bảo là hơi tối đấy chưa? Tối quá, để đen này càng tối. Tối nên là cái giày nó không được sáng. Nên là mọi người biết không, ở bên ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Cho đèn xa ra. Bên ngoài nó đẹp hơn rất nhiều đấy luôn nha. Các bạn đã chốt thì để lại nhá, đồng giá nhá, 225k các bạn nhá. Đây, bây giờ tôi lấy cho các bạn tiếp giày đi, xong rồi mình sẽ ấy sau. Cắt đi, cắt luôn đi, đôi nào vào đôi đi. Đây, đây này, đây là siêu hot này bạn này. Mẫu số size 6066. 6066 nhá anh em nhá. Đây, các bạn nhá. Đây, hàng nhẹ nhá. Đấy, 666 này. Mọi người chụp lại màn hình xong rồi mọi em, người chốt đơn nhá. Thôi, bây giờ này. Chào 845 người xem ạ. Đưa đây, bỏ hết đồ cái này rồi. Thôi, bê gửi đây. Hôm nay là ngày khai trương ấy thì mọi người chúc mừng chú khai trương Hồng Phát này. Còn ai ủng hộ chú ấy thì các bác có thể chụp lại màn hình xong rồi inbox nha. Đều đồng giá là 225.000 và được miễn ship luôn ạ. Đúng rồi, những đôi giày như này thường chúng ta phải mua trong shop, có thể lên đến 1,5 triệu một đôi như này. Và tôi cũng là một người là đam mê về giày và hay săn những đôi giày đẹp. Nhưng thực tế là hôm nay qua nhà anh Dũng thấy là chất lượng cũng như giá thành cực kỳ bất ngờ luôn. Và chỉ có ngày hôm nay thôi là ngày khai trương nên có giá đó thôi mọi người nhá. 225.000 bao ship toàn quốc đấy ạ. Còn ngày mai là khả năng không có đâu. Nên là nếu như ai mà nhanh tay thì chúng ta sẽ có cơ hội được giảm giá như thế. Nhưng tuyệt vời lắm, sang đảm bảo cho mọi người luôn. Ok các bạn nhá, đây bây giờ thử xem cho các bạn thắt lưng này. Ve sạc to đính đá nhá, đính đá xịn nhá. 220k nhá, bạn nào lấy lại cứ thì sẽ chụp lại cho mình và để lại số điện thoại và comment cho mình dưới nhá. Đây là ve sạc. Đấy nhá, thẻ tiếc đầy đủ, đục lỗ đầy đủ nhá các bạn nhá. Vào đây, bỏ đây ra. Đục lỗ này, giấy tờ các bạn này, y như ao luôn, không khai sai tí nào cả này. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. Quán chú ở đâu thế? Nhá, đây. Đấy, y như hàng ao luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, không khác ao một tí nào nhá. Đấy, bây giờ đấy là thắt lưng này nhá. Đấy, đến lại rồi thắt lưng này các bạn này. Bui đi. Các bạn nhìn bui đi đẹp chưa? Chị nhung tay ơi, chị lấy cực gì? Chị chụp lại màn hình. Đấy. Tất cả hàng cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà nói về thắt lưng thì thôi rồi luôn. Thắt lưng thì khỏi bàn luôn. Đấy. Bui đi rồi đúng không? Đấy là ve sát rồi đúng không? Đây là ruby tông này. Tất cả đều giấy tờ đầy đủ các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Đấy. Đấy là tôi chỉ giới thiệu qua mẫu này cho các bạn thôi, hiểu không? Hôm nay ngày đầu tiên chú like nên là hơi bỡ ngỡ về bán hàng sản phẩm. Nên mọi người nhớ là mọi người thông cảm, mọi người ủng hộ. Những cái like tiếp theo thì chú sẽ là chỉnh thôi, có khi okay like rời xong like thắt lưng thì hay hơn. Đúng không? Tôi cắt đi. Like rời đi. Này, rời đi thì mình like thắt lưng riêng. Thôi đúng rồi, cắt đi, cắt gọn rồi đi. Thôi rời đi. Anh Tùng ơi, anh lấy thắt lưng anh nhắn tin đi ạ. Anh nhắn tin luôn đi ạ. Nhắn tin vào Facebook cho mình đi. Chào Thuận nha, chào mọi người. 22096. Mã này là siêu nhẹ, 22096 bạn nhá. Rồi. Cảm ơn chị Nhung Tây, cảm ơn anh Tân ạ. Đấy.
Hôm cực kỳ uy tín luôn, từ trước nay anh Dũng vẫn là người uy tín của mọi người, mà cả bản thân ánh hay là bản thân Sang cũng thế. Rất nhiều người trên mạng khai trương nhà anh và cũng là trải nghiệm cái sản phẩm thấy cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên là mày mày đã ok. Ở trong hay thì không bằng một thực mọi người ạ. Có trải nghiệm, có thực tế thì chúng ta mới cảm nhận được là lời nói chứ và em lời giới thiệu này, anh nghe. Của okay. anh Dũng hay của mình và của bạn Ánh có thực tế không. Thì chỉ có 225.000 thôi, nhưng cả bảo chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Mà lẽ ra chúng ta phải mua những đôi này cả tiền triệu ở trong shop mới có được. Các bạn ơi, da mềm nhá. Đây. Đấy. Đâu có okay. mình đối sao á à. Không nhảy có mình nữa rồi. Đâu? Vẫn đang nhảy đây. Bên này đơ rồi. Đây các bạn thấy chưa? Bên này đơ rồi. Sao này comment không chảy nhảy nhỉ? Cho em xem hai đôi trắng đen sau anh áo trắng. À trắng đen sau à? Rồi rất nhiều. Ở đây rồi đúng không? Thôi khi bạn bán tí thì tôi chưa biết cái gì khó. Chưa hiểu. Mọi người ơi, thực tế là hôm nay lần đầu tiên anh Dũng anh livestream bán hàng nên có rất nhiều điều bỡ ngỡ, điều ngại. Thôi thì mỗi người cho xin một chia sẻ để anh Dũng tự tin hơn mọi người nhá. À, vừa nãy bác là hỏi là cho xem đôi trắng và đen ở đằng sau thì chia sẻ bác là mẫu này là cực kỳ ok luôn. Và hôm nay là riêng mẫu này thì chúng ta có thể là vận động đi chơi cũng được, đi thể thao cũng ok. Và bản thân Sang hôm nay cũng chọn đúng đôi này để Sang tự đi mua để về Sang chơi bóng bàn đấy mọi người ạ. Thực tế là đôi giày này nếu như trong shop thì chắc chúng ta phải mua theo tớ đánh giá về tầm cỡ là 1.2 triệu. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có là 245.000 thôi. Và đôi này là đôi đắt tiền nhất trong cái shop giày của anh Dũng ngày hôm nay. Ok, mọi người thấy ok mã này không ạ? Nếu ok thì mọi người hãy chụp lại màn hình nhá. Và chúng ta gửi lại tin nhắn khai trương ủng hộ anh Dũng nào. Anh Dũng chọc Hà Đông nhá. Ăn lưng nhờ, anh chị ơi. Mọi người ơi, hôm nay là hai anh em mình thì đi qua đây để khai trương này. Mình ủng hộ, mình mua giày. Thì chú có bảo là thôi để chú bật like để hôm nay khai trương xem có ai là chúc mừng khai trương chú không ấy. Thì mình tiện ngồi đây là mình like cùng chú nhá. Là lần đầu tiên thì hơi bỡ ngỡ là các mọi người thông cảm nha. Đây là giày cao cấp cho mọi người. Size là vừa nãy nhiều bác hỏi có size 43 không thì em giới thiệu luôn, nhà anh Dũng trọng là size từ 38 đến 43 nên là đủ mọi lứa tuổi có thể sử dụng đôi giày này. Kể cả bản thân Sang năm nay Sang 35 tuổi rồi nhưng mà Sang thấy đôi giày này vẫn là hợp với lứa tuổi của mình, nên là chúng ta là từ khoảng từ hơn 20 tuổi trở lên là những đôi giày rất là phù hợp luôn. Ok. Hiện tại trên cái máy chính này thì không có nhìn thấy bình luận đâu anh ạ. Thì bác nào mà chốt ấy thì các bác chốt nhanh nhá, mình chụp lại màn hình xong rồi mình chốt nhá. Ngày hôm nay thì là khai trương ấy thì chú là đang miễn ship đấy mọi người ạ. Miễn ship tận nơi, Bắc Trung Nam đều được miễn ship luôn. Nên là bác nào lấy thì các bác chụp lại màn hình nhá. Đây cái mẫu này đẹp này anh này. Đấy, anh nếu mà bác nào lấy bảo các bạn ơi, các bạn vào xem bên những nhân viên đang đóng hàng này, không bảo nói điêu, các bạn cần xem tôi cho các bạn xem một tí. Mọi người có cái máy chính này không thấy hiện bình luận nhỉ, chắc đang bị lỗi gì đấy. Đang bị lỗi. Chúng ngồi đi chú. Trái lên xem có hiện bình luận. Hả? Anh cốt sang bên trái mà không hiện bình luận. À đúng rồi. Không phải đâu, mà là vừa xong mọi người gọi xong rồi đơ. Gọi xong rồi đơ. Gọi đơ ấy. Đơ đến lúc mà sao lại đây sao tám các bạn đâu nhỉ? Có là lỗi đấy. Ok. Bình luận đây rồi chú ạ. Bình luận ở đây rồi mình. Sao máy này thế nhỉ? Em size 42. Ok Lê Thị Thu Ngân, cảm ơn em nhá. Sao này thế nhỉ? Sao này tôi mất hết cả bình luận nhỉ? Lần sau. Đây rồi. Không, nó không máy đây chú rồi. Nó không nhảy nữa. Các bạn máy chú nó không nhảy bình luận nữa rồi. Đây ạ. Mà bao nhiêu giây coi anh? Bao nhiêu rồi? Hả? Đâu đang rồi. Thôi không sao, ra lần đầu mọi người ơi, lần sau okay, lần các sau bạn. Đây là size này thì là size rồi bao nhiêu đây rồi. Mã này mã này là... cho vào đi chiếc nào vào chiếc gì luôn đi, giấy của nó đâu đây rồi, tao bây giờ mới nhá, bây giờ là tiếp tục nhá anh em, chia sẻ cho cái nào hay có nghe đi, tắt đi like lại để đọc comment nhỉ. Không sao đâu ạ, có cần phải like lại không nhỉ, hay là like không đọc được comment. Không là bọn mấy bọn vừa mai vừa kia ra ủng hộ anh Dũng. Ừ. Lấy một cái máy khác cắm vào cho anh Dũng đọc comment. Đăng view cao thì cứ... Bây giờ hay là tắt đi like lại nhỉ? Lấy máy khác vào comment thôi. Hả? Tắt đi lấy máy khác vào comment. Các